Cái phần ép kiểu dữ liệu, phần ép kiểu dữ liệu thì cái phần ép kiểu dữ liệu đây các bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu, chuyển đổi kiểu dữ liệu thì ta ghi hai gạch đầu dòng sau. Có hai cách là chuyển đổi dữ liệu tự động, chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động là cái cách ta ghi là cách tự chuyển đổi. Hai cách chuyển là chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động là cách tự chuyển đổi các kiểu dữ liệu thấp và kiểu dữ liệu cao cho phù hợp phép toán. Cách thứ nhất là chuyển kiểu tự động, chuyển đổi kiểu tự động cần thiết là chuyển đổi tự động là chuyển kiểu dữ liệu thấp về dữ liệu cao thì nó tự động chuyển, ví dụ từ tra có thể chuyển sang in, đúng nhỉ? Non, float, double thì double là chuyển là cái kiểu dữ liệu cao, đúng nhỉ? Ví dụ như trên, đúng nhỉ? Ví dụ như trên là ta có khai báo cái biến y bằng 3 là kiểu số gì? Y bằng 3 là kiểu số gì nhỉ? Nguyên. Đúng nguyên, đúng nhỉ? Float f mà bằng cái biểu thức này y cộng 2 thì lúc này chương trình đấy, hay ngôn ngữ nó tự chuyển kiểu dữ liệu từ kiểu số nguyên sang số gì? Số thực. Đấy, thì f lúc này nó mang giá trị là 5 chấm gì? Chấm 0. Thế như chiều ngược lại từ số thực về số nguyên thì chúng ta phải can thiệp, đúng nhỉ? Chúng ta phải can thiệp, đó là có cách chuyển thứ hai, đó là cách chuyển cường minh. Thầy lấy ví dụ cái này vào trong chương trình nhá. Ta ví dụ ta ví dụ là một cái đoạn chương trình như sau, đoạn để ép kiểu ví dụ chúng ta có khai báo là như đây kiểu in gì a bằng 3 chuyển đổi kiểu dữ liệu sang kiểu float b bằng a cộng gì cộng 2 chẳng hạn, thì lúc này nó sẽ in ra màn hình nó sẽ là kiểu gì? Số thực, đúng nhỉ? Đó. Thì khi ta chạy chương trình thì trên màn hình chúng ta có giá trị B bằng 5 chấm gì? 5.0. Đúng rồi. Ghi nó vào sau đỡ phải đánh
Rồi. Thế ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy, ở trên màn hình chúng ta thấy cái giá trị của B nó là bằng 5, đúng nhỉ? Thì thực ra 5 đấy là 5 chấm gì? 5.0, đúng không? Thế là nó tự động nó chuyển kiểu. Người ta ghi rõ ở đây là rồi cái cách thứ quay trở lại cái màn hình PowerPoint. Cách thứ hai là chuyển kiểu tường minh, tức là không tự động. Thì đôi khi chúng ta cần phải chuyển kiểu theo góc độ là gì? Người sử dụng là ép kiểu để cho đúng kiểu với lại kiểu của phép toán, chuyển cho phù hợp với kết quả mong muốn ta dùng phép đấy, ép kiểu để chuyển kiểu cho phù hợp với kết quả mà ta mong muốn thì ta dùng phép ép kiểu theo kiểu tường minh. Kiểu tường minh thì cái cách thức ép kiểu hay cú pháp ép kiểu, ta có hai cái cách, ta có hai cách, đó là tên kiểu, tên kiểu tức là tên kiểu dữ liệu đấy mà ta mong muốn cần ép ấy, đúng nhỉ? Cách thứ hai, xong đó à, tên kiểu xong đến biểu gì, biểu thức, tên kiểu xong đến biểu thức, đúng nhỉ? Đấy. Thì biểu thức đây có thể là gì, một gì biến, có thể là cả một biểu gì, biểu thức có thể là một biến hoặc là cả một biểu thức. Đấy. Cách thứ hai là tên kiểu biểu thức, tên kiểu biểu thức. Đấy, nhưng mà đối với trong suy cộng cộng của chúng ta đấy, suy cộng cộng của chúng ta đấy, thì chúng ta nên dùng cái cách thứ nhất, đúng nhỉ? Dùng cách thứ nhất là tên kiểu và biểu thức. Tên kiểu và biểu thức, đúng không ạ? Được chưa nhỉ? Thế thì ta có thể nhìn quay trở lại màn hình suy để ta gì? Ta xem cái cách ép kiểu như thế nào. Đó. Ta giả sử có cái phép toán như sau. Có cái câu đoạn lại như sau, giá trị A bằng giá trị A bằng 5. Đấy, A bằng 5. Mà B thì sẽ bằng là 5 chia cho 2. 5 chia cho 2. Đúng nhỉ? B sẽ bằng giá trị là 5 chia cho 2. Thì nếu như chưa sử dụng ép kiểu thì B sẽ bằng bao nhiêu? B bao nhiêu? In giá trị là B sẽ bao nhiêu? 5 chia 2 bao nhiêu cơ các bạn? 2,5. À, thông thường là nó phải bằng 2 phần 2 phải gì? 2,5. Nhưng cái phép này là phép chia lấy gì? Như giờ trước chúng ta đã nói là phép chia lấy số nguyên. Đúng nhỉ? Phép chia lấy phần nguyên, tức là nó bằng mấy? Phép chia này là phép chia lấy số gì? Số nguyên. Nó chỉ bằng gì? Bằng 2. Nó chỉ bằng 2 thôi. Như vậy là cái giá trị mà ta mong muốn đó là bằng 2 thì nó là gì? Không, không theo ý gì? Không theo ý muốn. Đúng nhỉ? Đấy. Không theo ý muốn. Lúc này ta in lên màn hình là chỉ có bằng gì? B bằng gì? B bằng 2. Như vậy kết quả là gì? Sai. Đúng nhỉ? Thứ là sai. Đó.
Thế bây giờ muốn kết quả đúng thì ta phải ép kiểu là, muốn kiểu đó là kiểu 2.5 gì? Muốn giá trị 2.5 ta phải ép kiểu đó là plot, đúng nhỉ? Plot gì? B. Thì ở đây biểu thức đó là một gì? Trong trường hợp này là kiểu mong muốn là kiểu plot. Biểu thức là gì? Là một biến B là đó. Thì lúc này trên màn hình chúng ta sẽ cho cái kết quả mong muốn là B bằng 2 chấm gì? 2.5. Đúng nhỉ? Đó. Nó vẫn bằng 2 đây. Plot. Ok, ép vào luôn ở đây quên. Đúng nhỉ? Đây ép phải ép luôn ở đây. Plot. Không người ta A, plot A. Plot A. À. Đấy. Chia cho 2. Thì lúc này ta in B. Có khả năng ta chưa dịch thì nó chưa ấy, nó chưa tính lại. Rồi. Thì kết quả ta sẽ là 2 chấm gì? 2.5. Đúng nhỉ? Đấy. Cách ép kiểu nó như vậy. Như vậy nếu như từ cái kiểu dữ liệu rộng hay là kiểu lớn về kiểu dữ liệu là gì? Nguyên thì ta phải ép kiểu. Ép kiểu. Được chưa nhỉ? Rồi đấy. Các bạn có hai cái phép chia mà các bạn cần lưu tâm, đó là phép chia gì? Như trên màn hình này, phép chia này, A chia cho B như này, thì đây là phép chia lấy phần gì? Phần nguyên. Còn phép chia như này, A chia cho B, thì đây là phép gì? Phép chia lấy phần dư. Ví dụ như 5/2, 5 chia cho 2, 5 chia cho gì? 2 thì bằng mấy? 2. Được 2 dư mấy? 5. 5 chia 2 được 2 dư mấy? 0.5. 0.5. Sao lại 0.5? 5 chia 2 được mấy? 1. Được 2 dư mấy? 1. Được 1. Còn phép chia 5 chia cho 2 mà thông thường không sử dụng ép kiểu, nó bằng mấy? Bằng 2, đúng nhỉ? Đấy, các bạn có thể ghi vào những cái chú ý như vậy để ta dùng, ta làm trong quá trình mà ta lập trình nó sẽ không sai kết quả. Chứ không thì các bạn sẽ không biết là các bạn tại sao nó lại, rõ ràng em 5 chia cho 2 mà nó bằng 2.5 mà nó vẫn bằng 2. Như vậy là các bạn dùng cách là ép gì? Ép kiểu, nhớ nhỉ? Ép kiểu. Và ép kiểu đây là ép kiểu theo cấu trúc là tên kiểu, sau đó là biểu thức. Biểu thức có thể là một cả một biểu thức, có thể là một biến. Được chưa nhỉ? Ta quay trở lại màn hình. Đấy, thì có một số cái ví dụ ở dưới chúng ta cũng đã được biết, đúng không nhỉ? Đấy. Là cách chuyển đổi tự động, cách chuyển đổi đúng sai. Cái biến thứ hai mà chúng ta học là biến tham chiếu. Biến tham chiếu. Lúc trước chúng ta học đó là biến gì? Các biến tham trị hay biến giá trị. Bây giờ biến tham chiếu. Thì ta có thể hiểu biến tham chiếu nó là một cái bí danh của cái biến khác. Và trong khi trong khai báo trong siêu cộng cộng thì chúng ta cần phải đặt cái biến tham chiếu đấy. À, đặt một cái dấu.
Làm cái dấu. Dấu này là dấu gì các bạn nhỉ? Và. Dấu và. Đúng nhỉ? Vào trước tên biến. Dấu vào trước tên biến. Ví dụ. Một cái biến có kiểu tham chiếu, kiểu số nguyên. Kiểu số nguyên. Đấy, x nào đó thì ta phải đặt nó là trong, đặt nó sau cái biến b nào đó, đúng không nhỉ? Đặt sau cái đấy, đây là một biến tham gì? Biến tham chiếu. Hay tổng quát ra nó là gì? Kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu, xong rồi tên biến, à dấu và xong tên gì? Tên biến, đúng nhỉ? Đó. Và tên biến, như thế, chấm phẩy. Ờ này. Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Tôi để hết 4 phút nữa này ao ra. Mở. Đấy. Và cái dấu này người ta gọi đó là dấu là toán tử tham chiếu. Tham chiếu. Thế thì cái này các bạn hình dung cái kiểu dữ liệu này các bạn hình dung như là gì nhỉ? Nó là một cái bí danh giống như là ta có một cái lá thư, hiểu không? Thì lá thư trong đó nó chứa cái nội dung của gì? Nội dung của một thư đó mà ta không cần biết, thế nhưng ta biết đó là gì? Biết địa chỉ của nó. Lá thư thì bao giờ ở ngoài nó có cái gì? Nó có địa chỉ đến, đúng nhỉ? Địa chỉ đi, địa chỉ đến chẳng hạn đấy. Thì cái dấu e này này chính là cái địa chỉ, đúng nhỉ? Đó. Cho ta tìm hiểu như vậy. Khi mà khai báo cái biến như vậy thì ta phải dùng toán tử và đằng trước biến. Toán tử và đằng trước biến. Thế thì nó khác cái biến kia là cái điểm gì thì chúng ta đến cái giờ chúng ta sẽ bàn sau, đến cái giờ là khai báo hàm. Ở dạng hàm chúng ta thầy sẽ phân tích nó khác với cái gì, đúng nhỉ? Dưới dạng tham chiếu này đấy, nó sẽ làm việc trên cái bản sao hay là bản copy. Đến cái phần mà phần hàm ta sẽ giải thích được chưa nhỉ? Biến thứ ba mà chúng ta quan tâm đó là biến con trỏ. Biến con trỏ nó được dùng để chứa địa chỉ của biến khác. Thế thì cái cách khai báo của nó là tên kiểu dữ liệu. Đấy. Và dấu sao, xong nó tên con trỏ, tên biến. Ví dụ như dưới là ba cái biến P1, P2, P3 là khai báo ba biến con trỏ. Ba biến con trỏ. Ba biến con trỏ. Đấy. Thế thôi. Ba biến con trỏ.
Được chưa các bạn? Rồi ạ. Thế thì để một cách khai báo biến chung đúng nhỉ? Cái này chúng ta đã khai báo rồi thì là kiểu giữ kiểu biến xong đến danh sách gì? Tên biến đúng nhỉ? Kiểu biến. Danh sách tên biến. Đó, ví dụ như khai báo kiểu A là kiểu nguyên, B kiểu nguyên vân vân. Hoặc ta có thể khai báo theo cách là hai cách. Lấy một cùng kiểu thì được cách nhau ở dấu phẩy, đúng nhỉ? Cùng kiểu thì được cách nhau ở dấu phẩy, nếu khác kiểu thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải gì? Khai báo theo cách nhau ở dấu chấm phẩy hay là khai báo một hàng mới. Ví dụ như là biến A này là kiểu nguyên chẳng hạn. B mà lại kiểu float thì chúng ta phải đương nhiên chúng ta phải gì? Khai báo hàng mới, đúng nhỉ? B. Ví dụ như vậy. Cái này thì ta biết rồi. Khởi tạo các biến. Khởi tạo các biến thì đưa đây cái kiểu khởi tạo là gì? Kiểu xong đến tên biến bằng giá gì? Giá trị, đúng nhỉ? Đấy, dùng để làm gì? Dùng để ta khởi tạo một cái giá trị ban đầu cho một cái biến nào đó, đúng nhỉ? Ví dụ như là ta khởi tạo cái biến A bằng 7, nốt B bằng 4.5, đấy ta khởi tạo cái biến. Ta có thể khởi tạo trên một dòng, ví dụ như là cùng kiểu, ví dụ như cùng kiểu in chẳng hạn, đấy, hai biến x và y là cùng một giá trị. À, cùng cái kiểu x bằng 4 chẳng hạn. Như lấy đấy. Thì ta phải. Đúng nhỉ? Y bằng. Y bằng. 5 chẳng hạn. Đấy, cùng kiểu. Xong chấm về. Chấm về. Đấy. Ví dụ như thế. Thế hết cái này thì sau đó thầy đã chuyển sang màn hình bên để thầy lấy ví dụ đúng không nhỉ? Ta sang cái phần biểu thức và các phép toán đúng không nhỉ? Đấy, biểu thức và các phép toán nhá. Thế trước khi biểu thức các phép toán ta lấy ví dụ lại từ đầu đến cuối là các phần ép kiểu rồi thì khai báo biến rồi thì gì nhỉ? Khởi tạo cho biến, khai báo gì? Hằng, vân vân. Thế ta sẽ tập trung vào một ví dụ thôi. Ta chuyển sang phần giao diện lập trình. Để lấy ví dụ trước từ lúc nãy là ta gì? Ở đây cái phần này thể hiện là gì? Giả sử biến A bằng 5 thì đây là thể hiện cái gì của ta nhỉ? Vừa khai báo vừa khởi gì? Khởi tạo. Đúng rồi, vừa khai báo biến có kiểu là kiểu số nguyên và tên biến là gì? A được khởi tạo là gì? Là giá trị 5. Vừa khai báo biến vừa gì? Khởi tạo. Đấy. Thế thì ký giờ trước cái phần khai báo hàng của ta ở đâu trong chương trình thì các bạn thông thường là các bạn khai báo hàng ở trên cùng trước cái hàm main. Ta giả sử ta khai báo một cái hàng là deep file tên gì, tên hàng giá trị gì, hàng là pi
có giá trị là gì? 3.14, đúng nhỉ? Còn nếu công thì tăng thì ta là công gì? Có hai kiểu đúng không nhỉ? 3.14. Thế ta lấy một ví dụ là tính diện tích của gì? Hình tròn. Diện tích hình tròn công thức là bao nhiêu? Công thức là cái gì đây? Diện tích hình tròn S bằng cái gì? R bình phương. Công thức bằng cái gì? Ví dụ đầu bài là tính diện tích của hình gì? Của chương trình như sau. Ví dụ là tính diện tích của hình gì? Hình tròn SC bằng cái gì?
Anh định sử dụng bạn lên. Thích lập lại cái chế độ. Cứ để default này nó sẽ hay ao ra. Con xuống nhà đi, xuống nhà con chơi đi. Con xuống nhà đi. Xuống nhà anh học bài luôn. Từ từ con ơi. Con mang xuống nhà. Đi anh. Đấy các bạn, quay trở lại màn hình các bạn nhìn là khi này giá trị của A nhân B sẽ là bằng 1. Bởi vì ta có giá trị A bằng 3, B mà là khác gì? Khác không? A, B khác không? Ta phải ngoặc lại đây. Lúc này A em B sẽ bằng gì? Bằng 1 đúng nhỉ? Ta in thêm một cái dòng nữa, đó là dòng phủ định của A hay phủ định của B như đầu bài phủ định. Đương nhiên phủ định của A sẽ là gì? Giờ ta thay cái B hay là A bằng 0 đi. Thì lúc này là cái phủ định của nó sẽ bằng 1. Đúng nhỉ? A bằng 0 thì A B bằng. Ta in hết là A B A O B. Phủ định phải không nhỉ? Rồi. Đấy thì trên bảng người ta sẽ là gì? Lúc này là A N B sẽ bằng 0. A O B sẽ bằng 1. Vì một trong hai cái là gì? Một trong hai cái biểu thức khác không thì A O B nó bằng gì? Bằng 1. Đang A là đang bằng 0 thì phủ định của A sẽ bằng 1. Đúng nhỉ? Kết quả trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên màn hình đó. Đấy là ví dụ về các phép toán logic và hoặc logic. Được chưa các bạn ơi? Chúng ta tiếp tục quay trở lại. Ta sang cái mục tiếp theo, các phép toán đấy thực hiện như thế nào, đúng nhỉ? Để đúng cái giá trị của biểu thức, sẽ tính giá trị của biểu thức được mong muốn thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó phải có một cái quy tắc nhất định nào đó để phép nào thực hiện trước, phép nào thực hiện sau, đúng nhỉ? Thì ta có quy tắc thứ tự ưu tiên. Thầy lấy ví dụ như sau. Thầy lấy ví dụ là một biểu thức B bằng X bằng X bằng ba không
cộng 2 nhân 4 vâng 2 x 4 chia cho 1 à chia cho 2 đi chia cho chia cho gì nhỉ chia cho 3 đi và chia cho rồi chia cho 3. Thế cái biểu thức này x sẽ bằng giá trị là bằng bao nhiêu? X sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn thực hiện cái biểu thức trên và cho kết quả x bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây biểu thức nó cũng sẽ có rất nhiều kết quả đúng không nhỉ? Báo nhỉ? Các bạn đâu rồi? Vâng. Muốn như vậy để có một kết quả đúng thì sao? Nó cần có một cái thứ tự ưu tiên nào đó, mức độ ưu tiên các phép toán. Đúng nhỉ? Để cái phép toán nào thực hiện trước, phép toán nào thực hiện sau. Đương nhiên vì nó có thứ tự ưu tiên cho nên các bạn đánh cái biểu thức này vào chương trình cho nên chương trình nó cũng sẽ thì cho ra một kết quả đúng. Thế nhưng nếu như người thực hiện mà chưa biết thứ tự ưu tiên thì sao? Thì ta sẽ có mấy kết quả như sau. Kết quả thứ nhất là người ta sẽ cho rằng là gì? 4 chia 3 được mấy? 4 chia cho 3 được 1 gì? Nhân 2 là mấy? Là 2. Cộng lên là bằng gì? Bằng 5 gì? X chỉ bằng 5. X bằng 5. Đấy là một kết quả gì? Kết quả thứ hai, 3 cộng 2 là mấy? 3 cộng 2 bằng 5. Nhân với 4 chia cho 3 bằng 1. Chứ mà 5 gì? Thì vẫn bằng 5 nhưng mà cái này nó hơi đặc biệt tí. Đúng nhỉ? Nói tóm lại nào cái biểu thức này nó sẽ có 3 kết quả. Ta tách ra làm 3 cái phép. Đúng không nhỉ? Như vậy thì ta cần phải tuân thủ theo thứ tự ưu gì? Ưu tiên để ra được kết quả đúng. Thì thứ tự ưu tiên như sau. Các biểu thức trong ngoặc phải được thực hiện trước. Các phép toán một ngôi tự tăng tự giảm lấy địa chỉ. Thực hiện thứ hai, sau đó đến các phép toán số học. Thì các phép toán số học thì các bạn học từ cấp 1 rồi. Đó là nhân chia phải thực hiện trước cộng trừ sau. Đúng nhỉ? Đúng chưa? Các phép toán quan hệ logic. Sau đó cuối cùng là các phép toán theo cơ án. Và chú ý rằng nếu có nhiều cặp hoặc lồng nhau thì cặp trong cùng hay người ta gọi là cặp sâu nhất đấy. Cặp trong cùng thực hiện trước, được tính trước. Các phép toán trong cùng một lớp có độ ưu tiên thứ tự như nhau, lớp nhân, lớp chia, lớp cộng, lớp trừ, ví dụ thế. Đấy. Thì ta có cái bảng thứ tự ưu tiên các bạn ạ. Các bạn xem ở sách. Các bạn xem ở sách nhá. Ở trong sách có cái bảng ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới, đúng nhỉ? Nếu như trong cái bảng này của thầy thì ngoặc này thực hiện gì? Trước này, từ cao nhất này. Sau đến ngoặc này. Sau đến các phép toán một ngôi. Các phép toán tự tăng tự gì? Tự giảm. Sang mặt bên trang thứ hai này. Cái phép toán kích trước này. Phép toán ép kiểu này. Sau đến phép toán nhân chia sau này. Nhân này, chia này. Thực hiện này. Sau đó cộng trừ này. Rồi các phép toán dịch bit này, vân vân. Những cái này các phép toán này sẽ học nhưng các bạn phải nhớ ở các phép toán này trong một bảng, cái bảng đấy nó ở trong sách sẽ có nha các bạn nhá. Cái bảng đấy có này, sau đó các phép gán này, đó, theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Đấy. Các bạn sẽ ghi cho thầy là ghi ở trong sách ý, là bảng thứ tự ưu tiên xem trong sách đúng nhỉ? Và các bạn sẽ nhớ. Thế thì thầy sẽ lấy một cái ví dụ là về các phép toán ưu tiên đúng nhỉ? Như sau. Các bạn sẽ quay trở lại màn hình. Màn hình soạn thảo của siêu cộng. Giả sử thầy muốn tính một cái biểu thức như sau. Giả sử tính giá trị của biểu thức sau S bằng X bằng như sau cộng cộng A cộng B trừ trừ cộng đi 2 cộng đi A chia cho 3. Chị Kim ơi, tiếp theo ngoài thì cô có mở cửa được kia thôi, là lấy biểu thức đơn giản này các bạn sẽ hiểu, nếu phức tạp quá các bạn sẽ gây rối bởi vì ở đây nó không thể hiện hết được cái. Thế thì trong cái này các bạn sẽ tính cho thầy x bằng bao nhiêu, lúc này x sẽ bằng bao nhiêu đấy, x sẽ bằng cái gì, x bằng chấm hỏi. Thế nếu tính bằng tay các bạn tính cho thầy đi, nhìn vào bảng thứ tự ưu tiên ở trong sách, dở sách ra đi. Làm nốt kết quả này chúng ta nghỉ nhá. À, các bạn tính như nào xem A, quên, giá trị của AB như sau này. Cho biết. Giá trị của A. A bằng. A bằng 5. B bằng 3. Đấy, A bằng 5, B bằng 3, X sẽ bằng. Giá trị của X là đúng không nhỉ? Đấy, giờ chạy màn hình ra cái là nó sẽ ra kết quả, nhưng các bạn sẽ tính trước cho thầy bằng bao nhiêu nào. Dựa vào phép toán ưu tiên, các phép toán ưu tiên trong bảng. Mọi người thầy đã cho ngoặc vào cho nó dễ nhá. Cho ngoặc vào cho dễ nhá. Để các bạn, tôi lấy ví dụ đầu tiên các bạn sẽ... đấy cho nó dễ hiểu, không nút như này là hoang mang này, được chưa? Ngọc cái này vào nhá, đăng ngọc vào. Thì bây giờ như theo thứ tự như vậy thì cái nào thực hiện trước nhỉ các bạn ơi?
cái biểu thức trong ngoặc trước, lúc này ta sẽ được trong ngoặc là bao nhiêu, giá trị bao nhiêu nào, tính ra, lấy nháp cái bút ra. B trừ trừ. Nào, B trừ trừ hay là cộng 2 trước nào? B trừ trừ là cộng 2 sau. Bởi vì bản thân của B trừ trừ các bạn lại phải hiểu là nó sẽ trừ trừ sau khi thực hiện phép gì? Phép toán đúng không? Đúng chưa nhỉ? Nước này đúng trong ngoặc nó bằng bao nhiêu? Bằng 5. Đúng chưa? Nó sẽ thực hiện là 3 cộng 2 bằng 5. Sau đó B lúc đấy bằng mấy? B bằng mấy? B trừ trừ còn 3. Mấy? B trừ 2. Đúng chưa? B bằng 2. B sẽ còn 2. Như vậy các bạn thoát được giống ngoặc rồi. Trong ngoặc. Thoát giống ngoặc rồi thì bây giờ cái nào thực hiện trước nào? Chia trước. Tự tăng tự giảm sẽ thực hiện trước. Tức là A sẽ cộng gì? Bước thứ nhất này. Bước thứ nhất là sẽ thực hiện trong ngoặc trước này. B trừ trừ. Cộng A là 6. Rồi, cộng A là 6. Rồi đây là thước thứ hai. 6. Cái kia là 1. 6 cộng lên cái nhân kia phải chia phải trước. Nào, sau khi nó cộng rồi nó lấy cái giá trị là 6 đấy nhá. Vâng. 6, các bạn hiểu chưa? 6 chia cho 3 bằng mấy? À 5. À 6 chia 3 bằng 2. Như vậy kết quả của ta sẽ là bằng 6 cộng 5 cộng 2. Đúng chưa? 6 cộng 5 cộng 2 bằng 10 gì? À kia là cộng. Bằng 10 gì? 13. Yeah. Đúng chưa? Nào, còn bạn nào còn chưa biết cách tính nhưng còn thắc mắc gì không nào? Ta chạy kết quả xong đã ta phân tích sau nữa nhá. Xem các bạn có đúng nhá. Cái A kia là 5. À, cái x của ta chưa được khai gì? Đó. X của ta chưa được khai báo. Ta khai báo x vào. Đây. Kết quả đó. Bằng 11. Như vậy các bạn xem cái phép toán nào. Có thể là cái phép toán gì? Trong ngoặc này. B trừ trừ là. À đây đây các bạn ơi. Các bạn bị tôi bị nhầm đấy rồi. À, tôi bị nhầm ở đây là B sao bằng B nó lại vẫn ra nhỉ? Cái này các bạn nhìn màn hình không? Cái B của thầy đấy phải bằng 3 đúng không? Cái đấy phải B bằng 3 thầy. Máy nó lạ nhỉ? Ừ. Đấy, tắt hết đi nhá. Máy nó lạ đấy. Sao lại B bằng B mà nó vẫn ra được kết quả mà B chưa được gán giá trị? Lỗi kỹ thuật rồi. Đúng không? Các bạn nhìn thấy vô lý không? Vâng. Cái B bằng 3. Thế sao nó lại... thử chạy lại nhá. Đấy là phải bằng 13 mới đúng nhá. Đúng rồi, 13 đúng rồi. Đấy thì bây giờ còn ai chưa hiểu thì thầy giải thích lại này. Tôi giải thích luôn ở đây nhá, tôi không cần phải qua kia đâu nhá. Như vậy kết quả cho ta là x thì bằng 13. Thì lần thứ nhất là thực hiện như sau. Bước thứ nhất, 1. Bước 1, không cần bước mà thôi. 1 là thực hiện trong ngoặc trước. Là B trừ trừ cộng với 2
Cái này sẽ bằng 5. Cái này sẽ bằng mấy? Cái này nó sẽ bằng nó sẽ bằng là 5. Bởi vì sao? Sau đó b mới giảm. Sau đó b mới trừ trừ, tức là mới giảm, đúng không nhỉ? Thôi không cần quan tâm nữa nhá, như thế là hiểu rồi. Tiếp lại. Như trong thứ tự ưu tiên, trong thứ tự ưu tiên của bảng ấy thì các phép toán a cộng cộng là phải thực hiện gì? Cộng a, bởi vì phép toán này là phép toán tự tăng tự giảm, hay là người ta gọi là phép toán một ngôi. Tự tăng tự giảm. Cái này sẽ bằng 6. Sau khi có khi đó đó a sẽ bằng gì? A sẽ bằng 6, đúng không nhỉ? Lúc này a sẽ bằng 6 thì bước thứ ba của chúng ta là gì? Lấy giá trị 6 mà chia cho gì? Chia cho 3, đúng nhỉ? Chứ không phải là 5 nữa. Hiểu chưa? Nó bởi vì nó tăng lên 1 rồi. Đấy các bạn chú ý nhá. Lấy giá trị 6. Trị 6 này. Chia cho 3. Cái này bằng 2. Vậy. Vậy là x sẽ bằng 6 cộng gì? 5 cộng 2 và bằng 13 là kết quả cuối cùng nhá. Đấy. Đấy là khi viết ra giấy các bạn phải viết như này. Được chưa? Về nhà các bạn làm cho thầy một số cái bài toán như sau. Bây giờ ta đang học đến cái giá trị tính giá trị biểu thức tự tăng tự giảm, các bạn tự làm nhá. Sẽ như sau. Bài thứ nhất. Thầy ghi luôn ở đây nhá. Rồi bài tập về nhà. Sẽ như sau, tính giá trị của biểu thức x bằng a cộng cộng chia cho 2 cộng đi b trừ trừ nhân với này 3 cộng đi a cộng cộng b chia cho 4 và chia cho 2 đó. Đấy là thuần túy phép toán cộng trừ. Bây giờ làm phép toán khác, y bằng a m b. Cộng đi b. Trừ đi b, à trừ đi cộng cộng b. Chia 2 cộng phủ định của a. Cộng đi a cộng b. A nhân b. Để cho cái này là đúng hoặc đi không ạ? Được chưa? Rồi tạm thời hai bài tập này nhá.
Đấy chưa các bạn ơi? Các bạn chép không chưa nhỉ? Rồi thầy ơi. Hai bài tập rồi nhá. Rồi ạ. Rồi ạ. Thế buổi hôm nay ta nghỉ đây thì các bạn nhá. Các bạn sâu lên xem nào. Đấy sâu. Nào. Hôm qua buổi hôm nay các bạn có vỡ bạc ra thế nào không đây? Có đây ạ. Cũng vỡ được tí hả? Vỡ được một tí rồi. Rồi. Đấy, à, em đi cơm ơi. Vỡ được đúng một tí. Sao có ý kiến gì không? Không ạ. Giá trị bài, không ạ. Những cái giá trị bài tập em mình. Đây về chú ý về cố gắng đọc thêm sách nữa nhá. Vâng ạ. Hai cái sách bài giảng thầy đưa thì các bạn có thể ở trên mạng, các bạn cũng có một số những sách các bạn download về các bạn tham khảo nhá, trên trên nguồn internet nhá. Vâng. Em chào thầy, em đi quét nhà. Giờ sau các bạn nhớ là 9 giờ nhá. Vâng rồi ạ. Buổi chủ nhật tuần tới. Thế còn sau chủ nhật tuần tới chúng ta lại thiết lập giờ sau có thể là 8 giờ. Bởi vì thứ 7 thầy ạ, thứ bảy không phải chủ nhật thầy ạ. À quên, thứ 7 nhá. 9 giờ. Rồi. Hôm nay thầy làm em dạy từ 7 giờ đợi thầy, không biết mấy giờ học. Làm em dạy từ 6 giờ 45 giờ thầy. Thôi ta bởi vì bây giờ nó không trùng nên ta thoải mái là rất là tầm thứ 7 tuần tới là 9, thế còn thông thường ta vẫn học 8 giờ nhá. Vâng ạ. Thôi em đi quét nhà đây ạ. Đấy là quy định ở đề phao, thế còn tuần tới này thì riêng tuần tới này là 9 giờ nhá. Vâng. Rồi chào các bạn nhá. Vâng, em thầy. Em thầy. Rồi. Dạy muộn quá em phải đi nấu cơm.